Chào tất cả các bạn nha. Mình đang có mặt tại Hồ Đồng Canh nha các bạn. Mấy hôm nay bận quá không có đi câu được. Hôm nay được ngày nghỉ mà đi câu mà thời tiết xấu thật mọi người ạ. Đây, mưa gió lạnh, mình vừa sang hồ luôn. Mình hôm nay đi muộn, bây giờ là 8 giờ sáng rồi các bạn ạ. 8 giờ sáng rồi mà gió như biển, nó không biết có câu được hay không. Mà từ bên nhà mình mà chạy sang đây là mất khoảng 25 km, mà bây giờ chạy về thì mất rất là mất công. Tiền thì tiền hồ thì mình cũng chưa đóng đâu, nhưng mà có lẽ mình sẽ thử một phát nha anh em nhá. Đây, hôm nay mình đánh 4 cần mè, 3 cần máy cước và 1 cần máy dù. Bây giờ mình sẽ trộn mồi và mình sẽ ra câu xem có được con nào hay không nhá. Vì cái mồi mè này là mình cứ ra đến hồ là mình trộn thôi. Trộn một khoai một thính cái lượt mồi đầu nhá. Về sau cá ăn dạng thì mình sẽ trộn một thính ba khoai nha các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là một bộ câu máy dù. Ở trong bộ câu của mình thì có một cái máy này là máy dù thôi. Và để đánh dù thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Dù là dù nổi nhé các bạn nhé. Mình đang đánh là dù Toman 3 chấm. Các bạn có thể đánh dù 4 chấm hoặc là 5 chấm cho nó chắc ăn nha. Mình đánh 3 chấm thôi. Đấy. Thì để đánh dù các bạn cần độ chì nha. Đây là chì neo 40g, hai cục mình nối lại với nhau bằng băng dán đen là nó thành 80g. Đấy, cái việc mà chế chì như thế này á, vì cái dù này dù nó nổi, khi mà chúng ta đưa cái thuyền ra đến đến cái vị trí mình muốn câu để mình đổ mồi, thì cái chì mà nó to như thế này á, thì nó sẽ chìm rất là nhanh. Và nó sẽ dìm, nó sẽ ém cái dây câu của chúng ta xuống nha các bạn. Vì cái dây dù này nó nổi mà các bạn. Nếu mà nó nổi á, là nó sẽ bị sóng đánh đi. Hoặc là đánh nó sẽ bị mắc bèo, hoặc là mắc cỏ, mắc cây. Nó sẽ bị sóng đánh giạt vào bờ nha các bạn nha. Và cái phao của chúng ta sẽ bị trôi. Thành ra con cá mè nó không ăn. Anh em đánh dù, anh em lưu ý là anh em sử dụng chì neo từ 60g trở lên nha. Thì mình có chì neo 60g một viên. Nhưng mà chì neo 80g thì không có, nên bắt buộc mình phải độ hai viên chì 40g lại với nhau là nó thành 80g là như thế này. Phao thì các bạn sử dụng quả phao nó nổi khỏe khỏe một tí. Đấy, như hôm nay thì mình sử dụng quả phao nhựa. Đấy, cái phao nhựa này thì mình đánh xa thì mình quan sát rất là rõ. Còn mình đánh những cái dòng phao xuyên tâm thì mình quan sát không được rõ nha các bạn nhé. Chứ còn phao nhựa này thì mình nhìn rất là rõ. Đối với mình thả thuyền máy thì mình thả trong phạm vi 200m đến 300m. Cái phao này nhìn nó rất là nhỏ, rất là khó quan sát nha các bạn. Nên phải dùng cái phao nhựa nó to như thế này. Và bắt buộc phải có chì rằng nha anh em nhé. Chì rằng đánh trong những cái thời tiết mà nó xấu như thế này là phải có chì rằng. Để nó ổn định cái cục mồi. Nó đỡ bị cái cục mồi nó đỡ bị dao động ấy các bạn. Cái cục mồi mà nó cứ lên xuống ở dưới nước ấy, là con cá mè nó rất là nhát. Nó thấy như thế nó cũng nhát ăn. Nên chúng ta sẽ cố gắng giảm thiểu hết cái chấn động nhỏ nhất tới cái cục mồi để cho cái cục mồi có cái sự ổn định tốt nhất để con cá mè nó ăn mồi dạn hơn nha các bạn nhé. Một số lưu ý khi mà chúng ta đánh dù, các bạn nhớ cho mình là như thế, không mai mốt các bạn đánh dù các bạn lại không biết nha. Đánh dù sướng hơn đánh cước là nó không có độ co giãn, nên lúc mà dính cá chúng ta quấn vào rất là nhanh, rất là khỏe. Bây giờ mình sẽ thả ra cho các bạn cùng xem, và các bạn lưu ý cho mình một cái điều quan trọng khi mà chúng ta đánh dù nữa. Đây, 150m mà xa tít mù khơi ấy. Có nghĩa là mình nó đổ xong phát là mình đóng máy ở trong này luôn, mình không mở máy ra. Đây, dây dù căng đét luôn, đóng máy luôn. Đấy, nó đổ xong phát là đóng máy trong này luôn. Tự cái viên chì neo nó sẽ lôi cái dù nó đang nổi lửng lửng ở trên mặt nước, nó lôi xuống đáy luôn. Nó lôi tìm xuống đáy luôn.
là cái dây của chúng ta nó sẽ chìm hoàn toàn xuống đáy và nó sẽ không bị trôi do ảnh hưởng của sóng và gió nha các bạn. Đó là cái nguyên lý của đánh dù, anh em lưu ý cho mình cái đoạn này nhá. Còn bây giờ mình sẽ ra ba câu của đánh cước. Đánh cước thì nó lợi thế hơn đánh dù, là nó mình ra dây cái này nó tìm luôn, rất chi là dễ, rất chi là sướng. Nói chung là nó mọi thao tác của nó đơn giản hơn đánh dù rất chi là nhiều. Nhưng mà lúc mà dính cá mình dòng vào rất chi là mệt, vì nó có độ co giãn làm con cá nó cứ rướn ra rướn vào ấy, mình dòng nó không được phê như đánh dù nha các bạn nhé. Mình đã rải cần xong hết nha các bạn, đánh 4 cần. Một cần thì ra cái trạm bơm nổi nổi đấy, một cần thì ra cái nhà trắng trắng đấy. Đấy, một cần còn lại cũng ra cái nhà trắng trắng kia, và cần ngoài cùng ra cái cột sóng này nha các bạn. Đánh 4 cần 4 điểm. Chỉ có thời tiết nó hơi xấu thôi, không biết là có cá có đi ăn hay không. Bình thường mà đánh mè vào cái thời điểm mà sóng to gió lớn này, nếu như thời tiết mà nó mưa các bạn, là nó ăn mạnh lắm nha các bạn nha. Còn hôm nay nó không mưa, nó lạnh, nó gió nó to, nó sóng to nhưng mà nó lại không mưa, nó lạnh thôi. À, mình ở Nghệ An nha các bạn, miền Trung nha, thì nó cũng thời tiết nó cũng lạnh như miền Bắc thôi các bạn. Các bạn hay hỏi là mùa này đi câu cá mè nó có ăn hay không, thì nó vẫn ăn nhưng mà ăn chậm lắm các bạn. Cả ngày thì may ra được con hai con gì đấy thôi, chứ nó không cuốn nổ như mùa hè nha các bạn nhá. Nên nó vẫn ăn nhưng mà nó ăn rất là chậm, và nó ăn rất là xa và ăn sâu hơn bình thường nha. Ví dụ như bình thường mình hay đánh ở mức nước tầm 1,5m, thì đợt này mình sẽ đánh ở mức nước là 6m nha, tùy theo độ sâu của hồ nữa. Vì cái hồ này nó sâu dao động từ 20m đến 30m. Chứ còn ở những các bạn đánh ở những cái hồ mà mức nước nó chỉ sâu tầm cỡ 1,5m đến 3m thì các bạn vẫn cứ đánh bình thường nha. Tại vì ở đây là mình cái điều kiện cái hồ mình nó sâu hơn ở những cái hồ khác nên mình mới đánh sâu xuống được nha các bạn. Còn các bạn đánh ở những cái hồ mà quen thuộc của các bạn mà độ sâu nó không được sâu cho lắm thì các bạn vẫn cứ đánh theo cách bình thường nha. Nhưng mà ném xa cho mình một tí nhé, ném xa xa một tí, vì nó gần như là nó ở giữa hồ nhưng nó không vào trong bờ nữa đâu nhé. Vì thời tiết lạnh mà các bạn, nó cứ luẩn quẩn ở giữa hồ thôi, chứ nó không đi vào sát trong mé bờ như mọi hôm nữa. Đây, như mọi hôm thì mình chỉ cần ném quanh quanh trong bờ này là dính cá rồi. Còn bây giờ mà ném trong bờ là không con gì nó ngửi đâu nha các bạn. Đây, mình ngồi ở cái mỏm cuối bờ đập, có cái mỏm đất ra như thế này, mình đánh thẳng ở giữa hồ, nơi sâu nhất của hồ là vào việc nha các bạn nha. Không cần biết là đầu sóng hay cuối sóng, cứ đè chỗ nào sâu nhất của hồ là mình đánh nha các bạn. Rồi ok, mình chào các bạn nhé. Lúc nào dính cá thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. 11 giờ rồi các bạn ạ. Sóng và gió vẫn như lúc sáng luôn. Đây, mình đang trèo lên trên một cái ngọn đồi rất là cao. Quan sát xuống. Đấy, khá là đẹp các bạn ạ. Đứng trên cao này nhìn xuống rất là đẹp luôn. Đấy, thấy rõ các phao luôn. Một giờ hơn rồi các bạn, vẫn chưa được con cá nào. Mình sẽ hôm nay tiếp tục món cá nghệ tiếp nhé. Cá này thịt nó vàng khè như thế này các bạn nhé. Hôm nay tiếp tục món luộc nha. Đây, mình có thêm quả khế, hôm nay chỉ có thêm quả khế thôi. Năm quá. Nồi hơi nhỏ các bạn. Rồi được.
chín là được. Cạn nước các bạn, chín rồi. Mình sẽ bê ra nha các bạn nha. Quá đã, quá đã, quá đã. Cạn khô nước luôn. Đây các bạn, thịt nó bằng khè đây các bạn. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi các bạn ạ. Nếu như mà mình vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ này câu thì khả năng là móm sẽ rất là cao. Nên là mình thấy có cái một cái đường ống trạm bơm từ trong bờ ra đến cái trạm bơm kia khoảng tầm hơn 100 mét. Mình sẽ di chuyển sang bên đấy mình câu nha. Nó có cái đường đường ống đấy, nó chắn được sóng được gió các bạn. Thì mình đánh ở bên kia mình ra thuyền nó cũng dễ hơn. Chứ ngồi bên này là chắc chắn 100% là móm, vì thời tiết mỗi lúc lại một xấu đi. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang bên kia, mình thử đánh xem có được cá không nha các bạn. Nếu không là mất công lắm các bạn ạ. Nếu như mà mình vẫn tiếp tục ngồi ở chỗ này thì coi như ngày hôm nay là không được cái gì luôn. Ok các bạn nha. Mình đã di chuyển sang bên cái trạm bơm này rồi nha các bạn. Nhìn cũng không ăn thua lắm. Bên này thì ra khỏi cái máy bơm kia, ra khỏi cái trạm bơm kia là sóng còn hơn cả biển nữa. Tiếp thật. Hôm nay mình không nghĩ là thời tiết nó xấu như thế này đấy. Gió to, sóng lớn. Bây giờ mình đánh hai cần thử nghiệm cái này nha các bạn. Nếu như được thì mình đánh thêm. Còn mà không được thì mình sẽ chờ đến tối xem thế nào nhá. Để xem nó có bớt sóng không, bớt sóng thì mình sẽ đánh ra giữa hồ nha. Rồi, ok, mình chào các bạn. Cân cao, cân cao, cân cao. Dính cá các bạn nhá. Ít đi. Dính cá đẳng cấp. Rồi, tỏ rồi, tỏ rồi. Thì em có biết dính cá không? Em thấy mất pháo. Kéo lên luôn. Ghi trì đẳng cấp. Sống như bào đấy mà vẫn được cả. Tục báo cáo anh em nhé. Con kia vừa cái câu kia vừa dính luôn cái câu này. Ê, mình đã thay mồi câu thứ hai đây, câu lúc nãy đây.
Vào rồi, vào việc rồi anh em ơi. Sóng như biển luôn nhưng mà vẫn ăn. Bỏ đi, đừng cho anh chạy thằng cái đường ống nữa. Chạy vô đường ống cái ống nước nữa là mắc dưới luôn đó. Không ngờ anh em ơi, không ngờ lại được cá anh em ạ. Công nhận cái số, công nhận cái số mình nó đỏ. Nói chung anh em mà không kiên trì thì chắc về hết rồi. Bây giờ là 2:34 rồi, 2:34 chiều rồi. Bây giờ nó lạnh kinh khủng luôn anh em nhá. Bây giờ cực kỳ lạnh luôn. Bây giờ có cả mưa đó, có cả mưa phùn đó. Hả? Trôi á? Mè mè tiếp thôi, cứ kéo lên hết. Lười lười, toàn lười săn hang, tránh cái cây trước mặt đấy. Con này to đâu? Con này to. Kéo, kéo lên luôn đi. Từ tí lên, đứa. Hai con, một lứa. Chào các bạn nhá. Nhìn có vẻ vào việc các bạn ạ, nên là mình đã ra thêm một câu nữa. Tổng bây giờ là mình câu 3 cần nha các bạn. Mình thấy cá mè nó trườn nhiều lắm. Đấy các bạn cũng để ý mà xem, nó trườn nhiều lắm. Và lúc này nãy giờ là cái vị trí mình ngồi đây là mình không đứng trên bờ để thả thuyền được, bắt buộc mình phải lội ra một đoạn. Thì mình thấy là nước ở dưới hồ rất là ấm các bạn nhá. Đấy, thời tiết ở phía trên thì rất là lạnh nhưng mà nước ở dưới hồ là rất là ấm. Mình nghĩ là sẽ vào việc đấy các bạn, sẽ lụm được cá mè to đấy. Chứ còn mấy cái ngày nắng mình đi câu đấy thì trời thì nắng mà nước thì nó lạnh như nước đá luôn. Còn hôm nay thì nước rất là ấm nha các bạn nha. Đấy, và mình thấy cá mè nó trườn khá là nhiều. Nó trườn xung quanh phao luôn. Mà cũng trườn cái loại choi choai 3-4 cân thôi, không có loại to. Đây, cá mè size 3 cân đây các bạn. Đấy, loại này là tầm 3 cân rưỡi một con đấy các bạn. Đấy, ok không bác các bạn? Đấy, hai con này thì mình để đến bờ luôn nhá, không cần phải bỏ giỏ. Rồi, lúc nào dính cá mình quay tiếp cho các bạn xem nhá. Dính cá. Chờ mãi. Một tiếng nó được một con. Đó. 40 phút á? Nhanh ơi. 40 phút đã dính cá các bạn nhá. Cứ vào ngón to. Ui, nhỏ. 3 cân. Tuyệt rồi, đây luôn. Nhỏ, con này nhỏ. Mà con này mới được cân.
Hả? Con này máy được 5 lường. Rồi. Tiếp tục dính, lại dính như lúc nãy. Hai câu ăn một lúc. Rồi. 5 cân đây rồi. Tiếp tục. Mày chạy mày ăn trong rồi. Ủa? Vào đây nó cả mố. À cả đấy. Gì vậy? Đánh chán. Lại mỡ nữa không? Bay mày nhỏ rồi. Gặp ổ rồi. Đúng hàng rồi, đúng. Dính cá các bạn nhá. Trời thương. Lắc bên phải rồi. Đẩy ra phía trước ấy. Trời thương các bạn nhá. Đấy, dính hàng khủng nhá các bạn. Dính hàng khủng rồi. Mắc trùng cân ở đó. Vì giấy chết chim hẳn. Chạy ra đây rồi. Hàng to. Đừng có đánh sang đây nữa, đánh sang bên đi, đánh xuống về bất đập đi. Còn đây lại mà. Đó, đi thẳng đường nữa. Đến đó rồi. Thoải mái đi, sọng chứ nhỏ thôi. Đồ bén ấy. Ồ, cả hai bén thôi. Để buộc để mà kéo cổ chứ. Nhà dính kéo. Hàng to rồi cậu bạn ơi. Quá thuyền đấy. Anh đánh hắn chạy lên đỏ thì đập bầm sang hướng nó luôn. Đừng có bầm lung tung. Mặc rồi, hắn vẫn mắc cân thuyền vậy. Đúng không? Nghĩ là kỳ chưa rồi cả. Vừa vượng cả cấu bên đây, anh cuốn cấu bên đây. Cấu như là cấu dĩ này. Đây rồi, cả vẫn đang còn. Ui à, trời ơi, to các bạn ơi. Ui à, trời ơi, cái đuôi này.
Khoan, kéo vừa thôi, kéo vừa thôi. Hai câu mắc nhau, hắn hay đứt lắm. Cược con cá, cược cá hay đứt lắm đó. Cuốn đi, cuốn đi, cuốn đi, cuốn đi. Thế mà cuốn thấy nắng là được. Nắng lên châm lại. Ý, trời ơi, đà các bạn ơi, hàng đấy rồi. 30 chứ phải là Tết. Đây rồi các bạn ơi. Thành thành này, thành thành. 30 chứ phải là Tết các bạn ơi. Đây mắc này. Trời ơi, nhọc rồi. Anh ơi, lại cầm dù mà bắt này. Lại cầm dù. Đấy, cầm đi chú. Cầm đi cất. Nhìn nhớ mơ mày đó nhá. Nghe tử ơi. Ui, cầm chú. Cầm chú. Tuyệt thật ơi các bạn ơi, trời. Tuyệt vời ông mặt trời. Con đây phải 8,5 cân, 9 cân. Ok anh em. Cuối cùng đấy, cuối cùng mình cũng đã bắt được hàng khủng. Phải kiên trì anh em ạ. Kiên trì anh em ơi. Bây giờ là 5:30 rồi các bạn ạ. Nên là bây giờ mình sẽ thu đồ ra về nha anh em nhé. Lạnh lắm, bây giờ lạnh lắm. Bây giờ nhiệt độ bây giờ chắc nó rơi vào tầm khoảng 9 đến 10 độ C thôi. Rất là lạnh. Mình vừa một bong một con. Rất là tiếc. Con này cũng khá là to. Mình vừa bong một con. Do mình cũng không biết nó mắc chưa được chắc hay sao ấy. Nên là thôi nha các bạn nhá. Bây giờ lạnh lắm rồi, không câu thêm được nữa. Thời khắc quan trọng báo cá cho tất cả anh em chúng ta được xem. Hôm nay mình đánh hết, cũng hết hai combo mồi mè. Hai combo mồi mè được từng này nha các bạn nhé. Vì cá nó cũng không ăn nên là cũng không thay mồi nhiều lắm. Con này chắc chắn khoảng tầm 9 đến 10 cân nhá. Còn hai con nhỏ này thì nó rơi vào tầm cỡ 3 cân một con. Rồi ok, mình cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình nha. Mình ngày mai mình sẽ quay trở lại mình đánh ở cái chỗ này tiếp nha anh em nhá. Rồi mình sẽ quay clip cho anh em cùng xem nha. Ok, chào tất cả anh em.